Nhân quả giàu nghèo. Nhân quả giàu nghèo. Nghe xong bài này biết vì sao mình nghèo. Nghe xong bài này biết vì sao mình giàu. Nghe xong bài này biết vì sao mình cứ bố thí mà vẫn cứ nghèo. Nghe xong bài này biết vì sao mình cũng tu tập, mình cũng chịu bố thí đó mà cái nghèo vẫn chở cái nghèo lên núi bán mà nó vẫn cứ chạy theo. Thì thầy thích giảng những cái bài gì đơn giản, gần gũi. Thì thưa đại chúng, nhân duyên để thầy giảng cái bài này á, thầy cũng định giảng bữa giờ rồi, nhưng mà cái nhân duyên để thầy giảng là do vừa rồi hôm kia thầy có gặp ba Phật tử. Ba Phật tử đó nghe cái bài giảng của thầy trên mạng á, thì cũng chưa gặp thầy ở ngoài, là nghe cái bài giảng một ghẻ mặt người, như thầy cũng giảng ở đây nè, nhưng mà bài một ghẻ mặt người thầy cũng giảng ở đây. Thì ba vị đó mới liên lạc với cái người quay phim á, xin số của thầy và gặp thầy, nhờ thầy giúp một số việc cũng như là có một vài thắc mắc á, xin thầy. Thì quý vị biết đó là khi mà ba vị này gặp thầy á, thì đều có chung một cái tâm trạng là: sao thầy ơi, con nghèo quá, sao thầy ơi, con khổ quá, sao con cũng biết bố thí mà sao con nghèo miết. Trong đó có một cụ bà, cụ kể thầy nghe mà thầy thấy, thầy thấy nó đời không còn gì khổ nữa rồi. Bà ta đâu có 6-7 đứa con á, bây giờ bà ở với một đứa con út thôi. Đứa con út này hình như khoảng 20 tuổi, ở nhà mướn. Hàng ngày á thì bà đi bán bánh canh. Chứ biết bà bán bánh canh ở cái khu bến xe miền Đông á, mà cũng làm gì mà có chỗ để bán, cho nên á xin người ta gốc nó bán thôi, bán lặt vặt vậy đủ sống qua ngày. Mà gần đây bà nói với thầy: thầy ơi, sao gần đây ế quá, đến nỗi này chúng biết không, cái tiền mà mua bánh mua đồ là tất cả là tiền thiếu hết. Khổ chưa? Khổ lắm rồi. Đã vậy ở nhà mướn trả tiền nhà khổ nữa, mà khổ vậy chưa xong, cái đứa con nó quậy quá. Con nó quậy thì nó cứ đi chơi bời ở đâu á, nó về nó nói: má ơi, má cứu con, má mà không cứu con là con chết. Hỏi sao chết, giờ con mượn tiền người ta không có tiền trả. Thì tình mẹ mà ai không thương con, thương thì khổ, thì bắt đầu trả. Trả thì bây giờ muốn trả thì phải đi mượn tiền, tiền lời. À mà mượn như vậy thì bà nói là bao nhiêu tiền làm xong á là không có đủ trả, không có đủ trả nữa cho cái người mà cho mình mượn á, để trả cho đứa con. Mà đứa con á thì nó vẫn cứ hư. Thì bà nghe thầy giảng cái bài giảng một ghẻ mặt người với hóa giải ăn gia, bà cũng cảm nhận là cái đứa con này chắc cũng là ăn gia của bà đây, ăn gia của bà đây. Nợ nần nó, khổ vì nó. Bao nhiêu đứa kia có khổ đâu, khổ vì nó không à. Mà trong khi già rồi, chúng biết bà vô bà ngồi nhìn cái mặt của bà, nó hốc hác làm sao á, nó hốc hác, nó ốm nhơm ốm nhách mà khắc khổ hiện trên khuôn mặt. Chúng biết sao không, bà đâu có dám ăn đâu. Rồi chúng biết ăn gì biết không, mua có cái hũ cha hoa để trong nhà để dành ăn. Còn đó là tiền bao nhiêu á là làm để trả nợ cho cái đứa con. Bà mới than với thầy như thế này là: hình như bà ở Quảng Ngãi vào đây, con đời con tôi thầy con khổ quá, chưa bao giờ con biết có một ngày nào sung sướng hết. Bà nói với thầy vậy. Cái bà nói nhiều nỗi khổ lắm, trong đó có một nỗi khổ là không có bao giờ có tiền trong túi. Bà nói vậy. Cái thầy hỏi sao không có tiền buôn bán mà sao không có tiền. Bà nói là khi mà bà vừa có tiền á, một là trả tiền nhà, hai là trả tiền nợ cho con, ba là mua đồ lúc này mua kia. Nói chung là khi có tiền cái là hết, mà luôn luôn sống trong cái trạng thái à, cái tâm trạng lúc nào cũng lo lắng bất an là mình phải nợ hết. Và bà nói với thầy là sao con khổ quá, con cũng biết bố thí á. Bà nói bà đi chùa, bà Phật tử rồi, cũng biết đi chùa mà con cũng biết bố thí á, mà sao con cứ khổ quá thầy ơi, thì con bao giờ con giàu được á. Thầy mới nói với bà vài chuyện xong thì thầy mới thấy đúng, thật sự thì con người chúng ta cái chuyện giàu nghèo phải tự biết rồi đúng không, nó không bao giờ là tự nhiên của một kiếp người. Tại sao chúng ta thấy có những người sinh ra người ta giàu, tại sao có những người nghèo, nghèo mà đến nỗi làm ăn cả đời không có dư được cái mái nhà nhỏ nhỏ, tự thấy đúng không? Nhiều khi cả đời ở đây gầm cầu xó chợ, đó là nhà của người ta đó. Còn có những người sinh ra có làm ăn gì đâu, cha mẹ để lại tài sản đúng không? Nhiều khi ăn chơi gì đó, ăn chơi rất là phung phí mà tiền vẫn cứ nhiều. Rồi đây chúng sẽ thấy có những cái trường hợp như thế này nữa, như một số Phật tử của mình biết đạo nha, biết tu tập, biết làm phước, biết bố thí cúng dường, mà nghèo thì vẫn cứ nghèo. Có nhiều người không biết đạo lý gì đâu, cứ ích kỷ nhỏ nhen thôi, cũng chưa từng biết bố thí cúng dường mà giàu thì vẫn cứ giàu. Chúng thấy không, nó có nhiều chuyện giàu nghèo trong đời ta lắm, không có đơn giản.
là ta chỉ nghe là Đức Phật dạy á, bố thí là cái nhân chính của giàu, đúng không? Có lẽ tự ai cũng biết cái này rồi. Nhưng không phải chỉ đơn giản bố thí là giàu đâu. Đúng sự thật, Phật dạy bố thí là giàu, nhưng mà nó còn nhiều cái đang xen trong đời ta nữa. Ta cũng thấy đó, tại sao ta bố thí ta không giàu? Mình giải thích sao? À, là do là con bố thí đây mới là cái nhân thôi, cái quả nó chưa có chỗ. Còn sở dĩ ngày hôm nay con nghèo như vậy đó là vì từng nhiều kiếp trước con ích kỷ, con nhỏ nhen, con biết bố thí cúng dường rồi. Mình giải thích vậy đúng không? À, cho là đúng theo nhân quả đi. Nhưng thưa quý Phật tử, cái đường đi nước bước của nhân quả không như mình nghĩ đâu. Vừa rồi thầy giảng cái bài trước là cái bài gì? Vì sao ở hiền không gặp lành, nó nhớ không? Thầy phân tích rất là chi li, nhiều khía cạnh lặp đi lặp lại. Phật tử mới thấy đơn giản, không phải ở hiền là gặp lành đâu, không phải là ở ác là gặp dữ đâu, mà nó có nhiều cái duyên. Mà nếu là cái duyên đó là cái duyên đó mạnh quá, nó có thể tác động làm thay đổi cái quả. Và cho nên cũng vậy, trong cái vấn đề giàu nghèo cũng vậy, tôi với Phật tử nó cũng có nhiều cái nhân duyên trong đó lắm. Thì hôm nay thầy muốn trình bày cái bài pháp nhân duyên, nhân quả giàu nghèo này, để cho quý Phật tử xét lại trong đời sống của mình xem vì sao ta nghèo. Coi trong những cái thầy đưa ra là vì sao mình nghèo á, quý Phật tử có mắc vô không? Nếu mà mắc vô trong một trong những cái nguyên nhân đó thì biết mình nghèo, vì sao nghèo rồi. Sau này sẽ không than trời trách đất mà vì sao con nghèo nữa, con không biết vì đó là con không có tạo điều lành. Rồi thầy sẽ đưa ra là để cho quý Phật tử giàu. Chỉ cho nguyên nhân nghèo rồi, phải chỉ cho Phật tử cái phương pháp giàu nữa kìa, đúng không? Thật sự với Phật tử biết á, giàu có phải là tội lỗi không? Phải không? Không nha. Đừng nghe thấy ai giàu thấy ghét, mất kỳ cục gì á Phật tử. Có người mình á, mình thì thích giàu, mà mình thấy ai giàu thì mình ghét, đúng không? Trừ những người mà chờ tùy hỷ thôi. Nhà mình vừa vừa đó, mà nhà ai giàu hơn nhà mình là mình khó chịu à. Người ta có lấy gì của mình đâu. À, người ta giàu, người ta phước của người ta xây nhà được, đúng không? Nhưng mà mình không chịu, không chịu mình cũng không làm gì, nhưng mà trong tâm mình phải khó chịu thôi. Thưa quý Phật tử phải nhìn một cái điều này, tất cả trong đời ta nó do cái phước quyết định. Cái phước nó có nhiều cái loại phước khác nhau, thì trong đó có cái loại phước là giúp cho ta giàu nghèo. Giàu nghèo cũng có cái phước, cái nhân cái quả của nó. Cho nên cái chuyện một người nào đó mà người ta giàu á, đó là cái phước của người ta nha. Người ta đâu có lấy của mình đâu. Ông bà ta nói phước ai nấy hưởng, người ta không lấy được của mình, mà mình cũng không lấy được của người ta. Được hiểu không? Cái nhân quả đó là của mình, biệt nghiệp của mình là mình phải chịu thôi. Cái phước đó của mình là mình hưởng thôi. Còn nếu mình có cộng nghiệp chung với gia đình đó, gia đình mình hưởng kém mình à, chứ không ai lấy được của mình hết, mà tự nhớ vậy đó. Nên là cái chuyện giàu nghèo tôi khi Phật tử, nó là có nhân có quả hết. Mà một người ai đó giàu trong đời này không phải tự nhiên người ta giàu. Thì phải nhớ giùm thầy điểm này. Mà cái giàu đó là có thể người ta đã từng bố thí, từng làm phước trong đời này hoặc nhiều đời trước, và bây giờ là người ta đang hưởng cái quả. Tự nhớ giùm thầy điểm này chưa? Là người ta đang hưởng cái quả. À, chúng biết cái nghèo á, cái nghèo á, nó làm cho mình bị thiệt thòi nhiều cái lắm. Tự thấy đúng không? Không ai muốn mình nghèo hết, nhưng mà mình vẫn cứ nghèo, đúng không? Không ai muốn mình nghèo, nhưng mà mình vẫn cứ nghèo. Thưa quý Phật tử á, tiền nó là cái gì? Tiền nó làm bằng gì? Tiền là giấy. Tiền là giấy thôi, đúng không? Nhưng mà có giấy á, mình mới làm được nhiều cái khác. Ở đây đúng không? Cho nên cái vấn đề không phải là ở chỗ cái đồng tiền, mà ở chỗ cái tiền nó làm được cái gì. Được thấy đúng không? Khi mình cầm sắp tiền trong tay, cái đó chưa là gì hết. Nhưng mà khi mình có sắp tiền đó, mình sẽ làm được những cái khác. Nó có cái quyền lực của nó. Nhưng mà thật sự tiền là giấy thôi. Còn cái tâm mình dùng cái đồng tiền đó, nó giá trị hay không á, là ở chỗ cái tâm của mình dùng cái đồng tiền đó. Cũng cái đồng tiền đó mình biết dùng sẽ sinh phước. Cũng đồng tiền đó không biết dùng hết phước, tổn phước, hoặc là tạo nghiệp nữa. Nhưng mà ta mới thấy điều này. Cái tâm lý chung của con người chúng ta, ở đây thầy hỏi thiệt nha, ở đây bao nhiêu người muốn mình giàu? Đưa tay thầy coi. Thầy không tin với Phật tử không ai muốn mình giàu hết trơn. Muốn mình giàu? Không muốn hả? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là có câu ngày ba bữa đó phải không? Thật sự á, Phật tử nào càng tu rồi đó mình mới hiểu cái gì. Cái chuyện giàu nghèo là phước,
Nếu giả dụ mình có giàu á, có tội lỗi gì đâu. Ngay Đức Phật cũng chỉ cho ta những phương pháp để giàu mà. Nhiều người á không hiểu, có nghĩ là đạo Phật dạy cho mình giải thoát giác ngộ, Phật không dạy cho mình giàu. Không phải. Có hai loại hạnh phúc: hạnh phúc xuất thế gian, hạnh phúc của giải thoát giác ngộ. Còn chúng ta chưa giác ngộ giải thoát được á, thì ta đang còn sống trong thế gian. Đức Phật vẫn dạy cho ta những hạnh phúc của thế gian, như hạnh phúc vợ chồng, hạnh phúc khi ta biết quy tam bảo, hạnh phúc khi ta biết bố thí, đúng không? Đó là dù ta chưa giải thoát nhưng mà ta vẫn sống với những cái điều đó là hạnh phúc rồi. Thì tương quý Phật tử, Phật không có cấm mình làm giàu. Nhớ nhà, nhớ cái điểm này. Chứ sợ đi chùa xong rồi đi chùa là không có giàu, không phải vậy. Phật không có cấm mình làm giàu, nhưng mà mình phải làm giàu một cách chân chánh. Ví dụ như mình làm một cái nghề nào đó để mình có tiền giàu, Phật có cấm không? Không, đâu có cấm. Mình làm được cứ làm, nhưng mà cái nghề đó phải làm sao? Phải là chánh mạng. Nhớ giờ, cái nghề đó phải là chánh mạng thì mình làm mình giàu tốt thôi. Và Phật tử biết rồi, mình là Phật tử, mình biết cái phước đức của sự bố thí cúng dường, phải không? Làm phước, phải không? Bây giờ quý vị muốn làm cái đó rõ ràng, quý Phật tử phải có tài sản, đúng không? Muốn làm rõ ràng phải có tài sản thôi. Bây giờ quý vị thấy cái chùa đó nghèo quá, thiếu 10 triệu xây cái cổng. Mình muốn cúng 10 triệu thì rõ ràng trong túi mình phải có 10 triệu thôi, rõ ràng. Mà muốn cúng 10 triệu trong túi mình phải có 20-30 triệu à. Để làm chi? Để còn dành 10 triệu lo việc khác nữa, chứ có 10 triệu cúng hết lấy gì ăn. À, cho nên rõ ràng khi mình cúng 10 triệu mình phải còn lại cái số tiền nào đó. Vậy thì mình muốn cúng được, rõ ràng mình phải có 10 triệu. 10 triệu đó đâu ra? Phải có phước mới có. Phải có phước mới có cái tài sản đó. Phật tử thấy đúng không? Vậy thì mình mới thấy cái gì? Là người Phật tử á, mình làm giàu Phật không có cấm nha. Hãy đính chính lại. Nhiều người cứ hiểu là thôi tu rồi, cơm ngày ba bữa, cơm ngày ba bữa, áo quần đơn giản, sáng kệ chiều kính, ai cũng như Phật tử hết rồi, ai vô chùa cũng vậy hết trơn rồi sao? Không phải. Phật tử vẫn sống cuộc sống tu tập, đời sống tâm linh, nhưng mà chúng ta vẫn còn cái cuộc sống bên ngoài. Còn vợ chồng cuộc sống mưu sinh thì ta vẫn sống cuộc sống đó, nhưng mà cái nghề ta làm, cái đời sống ta làm á, nó gì? Nó chánh mạng. Ta giàu, nhưng mà ta giàu trong chánh mạng, ta làm điều đúng, tự biết chưa? Đó, cho nên là Phật không có cấm mình làm giàu, nhưng mà làm giàu phải cho đúng. Đó. Mà khi mình rõ ràng mình có tài sản, mình mới bố thí cúng dường làm phước được chứ, đúng không? Nhiều bây giờ Phật tử để ý coi, có nhiều cái Phật tử muốn làm lắm mà có làm được không? Vì sao vậy? Vì sao vậy? Vì không có tiền, đúng rồi. Trả lời rất là thật thà. Rồi vậy bây giờ nè, nghèo là gì? Người ta định nghĩa nghèo là một sự thiếu thốn, phải không? Từ cái nghèo á, mình sinh ra nhiều cái không có lắm Phật tử. Ví dụ như là, có phải nghèo mình mất tự do không? Nghèo á, tại nó không phải nói tất cả, nhưng mà nghèo dễ mất tự do. Ví dụ như á, bây giờ mình nghèo, mình ở cái nhà thuê có chút xíu à, phải không? Muốn làm cái bàn Phật, cái lại Phật cũng không được nữa, phải không? Ngủ cũng đây, cái bếp cũng đây, cái nhà vệ sinh cũng đây, xe cũng đây, giường cũng đây, chỗ học, cái gì cũng đây hết. Phải mất tự do một phần không? Bây giờ với tử, nhiều như mấy em trẻ học xong chương trình cấp 3, muốn học đại học. Muốn học đại học phải có gì? Phải có tiền. Bây giờ không có tiền đâu học được, không? Có nhiều người á chưa có nghề, muốn học cái nghề nào đó, mà muốn học cái nghề cũng phải tốn tiền. Giờ không có tiền sao học đây? Tự thấy chưa? Từ cái nghèo á, nó sinh ra ra những cái khác của tử à. Đúng không? Rồi bây giờ từ nghèo cái gì nữa? Người ta hay gọi là nghèo thì sao? Đi với gì? À, nghèo khổ. Nghèo thì khổ, đúng không? Đúng nhưng mà không hoàn toàn. Nếu mà Phật tử nói nghèo thì khổ á, ai nghèo nhất? Mấy thầy tu trên núi nghèo nhất. Vậy là mấy thầy khổ nhất. Vậy câu này đúng không? Đúng cho những cái trường hợp nghèo mà không có biết chấp nhận cái nghèo đó của mình. Nghèo chưa chắc là khổ, đúng không? Nhưng thường thường nếu mình không biết tu á, thì nghèo sẽ khổ. Rồi mình hay dùng từ nghèo gì nữa? Nghèo khó, đúng không? Nghèo thì mình thiếu, thiếu cái này thiếu cái kia thì nó khó khăn đủ thứ hết. Nghèo khó. Nghèo gì nữa? Nghèo hèn, đúng không? Hãy dùng từ nghèo hèn. Nghèo hèn có nghĩa là sao Phật tử? Nó giống như cái câu Phật tử nghe không, là bần cùng sinh đạo tặc. Có nghĩa là gì? Nghèo quá sinh ra trộm cướp. À, nghèo quá sinh ra trộm cướp. Mà thường như vậy Phật tử, không phải tất cả nghèo thì sinh ra trộm cướp. Nhưng thường thường có người mình lâm vào cái cảnh, cái thế mà bần cùng rồi đó,
mình dễ sinh ra những cái tâm không có lành. Đúng chưa? Thầy không phải nói tất cả, nhưng mà nếu nghèo quá, là chúng để ý coi, một cái nơi mà sống quá nghèo đi, thì bắt đầu thiếu thốn cái này cái kia, bắt đầu người ta phải sinh ra cái này cái kia. Một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Đúng thấy không? Vậy thì từ cái nghèo quá nó đưa mình đến nhiều cái lắm. Trong đó có một cái nữa là nghèo thì mình dễ bị người ta xem thường nữa. Có không mấy cô? Cho nên á, ông Tú Sương ông có làm cái bài thơ như thế này nào. Vì chân chẳng có hóa ra hèn, hổ với anh em chúng bạn quen, thở trước chơi bời còn quyến liến, bây giờ qua lại dám mon men. Có nghĩa là lúc trước có tiền á thì qua bạn bè chơi nhiều lắm phải không? Nhưng mà khi hết tiền á, hết dám qua lại à. Có tiền anh nói em nghe, không tiền anh nói em chê anh nghèo. Sự thật nó là vậy đó. Cho nên là nghèo có thể người ta khinh mình. Cho nên quý tử lỡ có giàu quá thì sao? Đừng có khinh người nghèo nha. Lỡ có giàu á thì đừng có khinh người nghèo. Cho nên là chúng biết từ nghèo á nó sinh ra nhiều cái như vậy đó. Còn bây giờ mình vô cái phần chính của cái bài giảng hôm nay. Chính của bài giảng hôm nay, quý tử có nghe cái câu không? Tiểu phú do cần, còn đại phú do gì? Đại phú do thiên. Tự hiểu không? Tiểu phú do cần, đại phú do thiên. Có nghĩa là mình giàu mà giàu nhỏ nhỏ á là do gì? Siêng năng. Còn mà giàu lớn là do gì? Ông trời. Ông trời nào ở đây thầy? Trời nào đây? Đây là một câu của Đạo Nho. Nhưng mình phải hiểu cái ý này là gì? Cái giàu lớn á là do cái phước của mình. Chúng hiểu không? Do cái nhân lành mình tạo á, do cái phước của mình cái giàu lớn. Cho nên mới tự để ý đó. Có nhiều người trên đời có chịu làm ăn gì đâu, không có siêng mà vẫn cứ giàu, đúng không? Không biết bố thí mà vẫn cứ giàu, không biết đến đạo vẫn cứ giàu, mà còn nhiều nữa kìa quý Phật tử. Còn nhiều nữa. Mà có nhiều người giàu mà ích kỷ dữ lắm nha. Nhưng chúng ta vẫn thấy đâu đó trong cuộc sống này, tại Việt Nam chúng ta có nhiều người giàu á mà biết bố thí làm phước dữ lắm nha. Có những nơi là chúng để đi, người ta có thể bỏ 100 tỷ, 1.000 tỷ để xây một cái chùa, hoặc là xây cái bệnh viện, hoặc là để mổ tim. Vừa rồi thầy có nghe có một cái vị đại gia đó bỏ ra 1.000 tỷ để mổ tim từ thiện cho người ta thôi. Có những ngôi chùa người ta bỏ ra 100 tỷ để xây ngôi chùa để làm gì? Để là có một cái nơi cho quý Phật tử về tu. Có nghĩa là những cái người đó, cái phước người ta giàu chưa? Giàu rồi. Mà từ cái giàu đó người ta tiếp tục làm phước tiếp. Đó, để chúng mới thấy mới hay chưa? Có những người như vậy, còn có những người giàu á bao bao mà giữ thôi. Đó, thôi bây giờ mình vô cái nhân chính coi. Vì sao mình nghèo? Nghe cho kỹ nha. Giờ quý Phật tử có muốn thoát nghèo không? Muốn không? Muốn chứ. À, muốn thoát nghèo, tôi Phật tử thầy cũng muốn thoát nghèo nữa đây nè. Phật tử biết không? Giờ cái nhân chính để cho mình nghèo á là tự ai cũng biết rồi, đó là không biết bố thí. Ghi lại đi, nhiều nguyên nhân lắm chứ không phải đơn giản là không biết bố thí không đâu. Cái gốc của mình á là không biết bố thí nên mình nghèo. Có nhiều người này chúng biết không, cái giàu nghèo người ta quan niệm như thế này nè. Sở dĩ mình giàu nghèo á là do Thượng Đế quyết định. Có nhiều người quan niệm vậy. Có nghĩa là gì? Là mình sinh ra đời á là có số phận hết rồi, có số mạng hết rồi. Số anh là số giàu, số chị là số giàu hay là số nghèo, do Thượng Đế, do thần linh quyết định. Mình theo Phật mình tính này không? Không. Có người quan niệm á là số anh giàu, số anh nghèo á là do anh sinh vào cái năm tốt, cái ngày tốt, cái giờ tốt. Tin không? Không, cũng không tin này luôn. Mà mình tin cái gì? Mình tin giàu nghèo là ở cái phước của mình, ở cái nhân quả của mình. Mà thầy nói á, cái nhân chính để mình nghèo là do mình không biết bố thí. À, chúng nhớ giùm thầy nha. Cái nhân chính là không biết bố thí, nhưng mà mình sẽ phân tích kỹ ra như thế nào. Thưa quý Phật tử, thường mình không biết bố thí á, nó đi với kèm với cái tâm mà không dám rộng rãi ban cho á, là cái tâm gì? Ích kỷ bỏng sẻn, đúng rồi. Ích kỷ bỏng sẻn. Cái ích kỷ bỏng sẻn, thưa quý Phật tử, từ đó đó nó lại sinh ra biết bao nhiêu cái tâm khác, cái tâm tiêu cực khác. Thì trong đó có một cái tâm, khi mà ta ích kỷ bỏng sẻn thì ta không dám bố thí. Cho nên bây giờ quý Phật tử xem lại coi, mình 40-50 tuổi rồi mà vẫn còn nghèo là biết rồi đó.
coi lại cái tâm bỏng sẻn ích kỷ của mình. Sự thật ta nói thật đó. Mà nếu mà bây giờ mình tu bao nhiêu năm rồi mà cái lòng mình vẫn chưa bỏ bớt được, thì nói bớt thôi chứ hết thì chưa hết đâu, chưa bớt được cái ích kỷ, cái bỏng sẻn, cái nhỏ nhoi á, thì thưa quý Phật tử, cái cảnh giới nghèo đang chờ ta phía trước. Nếu tái sinh lại làm người sẽ là người nghèo. Nhiều khi không đủ phước á thì không được tái sanh làm người luôn. Cái tâm bỏng sẻn ích kỷ, mình biết nó là cái nhân của cảnh giới nào chưa? Cảnh giới nào? Ngạo quỷ. Ngạo quỷ, bỏng sẻn ích kỷ, tham thì nhiều mà cho ra thì ít. Biểu hiện là hay nói đó là quỷ mà cái bụng bự, đúng không? Cái cổ thì nhỏ. Cái bụng bự là muốn cái gì? Ý nói là cái lòng á thì ham muốn rất nhiều. Cái cổ nhỏ là tiếp nhận thì rất ít, mà cái sự ham muốn thì rất nhiều. Cho nên Phật tử nhớ lại giùm thầy, nhìn lại giùm thầy đi, cái nhân chính để cho mình nghèo là mình không biết bố thí. Trong kinh Trung Bộ 3, kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, đại chúng nghe Đức Phật dạy như thế này nè. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không bố thí cúng dường cho các sa môn hay bà la môn các đồ ăn uống, y phục, xe cộ, ngoại cụ, y dược, đèn đuốc, nhà cửa, vân vân. Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú và đọa xứ. Nếu được sanh làm người, người ấy phải chịu nghèo hèn, có tài sản nhỏ. Nếu sẽ sanh thiên giới làm người, xin lỗi, nếu như mà với cái phước như vậy đó, có sanh làm người á, thì là một cái người nghèo hèn và chỉ có tài sản nhỏ thôi. Là chúng hiểu không? Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ 3, kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, là nếu như mình không biết bố thí cúng dường làm phước á, thì một là những cái cảnh giới ác nó đợi ta. Còn nếu như ta được làm người á, thì là một người nghèo hèn, có tài sản nhỏ, là cái gốc là vẫn không biết bố thí cúng dường. Đúng chưa? Đại chúng nhớ điểm này. Cho nên xét lại đi, bao nhiêu năm ta sống trên đời này á, thưa quý Phật tử, cái việc mà ta bố thí á, nó dễ hay khó? Dễ hay khó? Người nói dễ, người nói khó. Đồng tiền liền khúc ruột nha. Đồng tiền liền khúc ruột á. Thực sự như vậy. Cho nên ở đây quý Phật tử nói dễ là thầy biết quý Phật tử có tu rồi mới nói dễ được. Chứ thật sự á, người ta làm đổ mồ hôi rơi nước mắt cả ngày, bao nhiêu cực khổ đúng không? Mà lấy cái đồng tiền đó để làm một cái phước á, người ta suy nghĩ á. Người ta suy nghĩ đó. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người ta, công sức người ta, mà dám bỏ ra để cúng không một cái việc gì đó, thì hiển nhiên người ta phải hiểu cái gì đó, người ta mới dám làm cái điều đó, đúng không? Chứ không ai dám bỏ ra hết á. Nên là Phật tử biết là mình là Phật tử, mình học nhất là về cái giáo lý nhân quả. Ta phải biết cái chuyện giàu nghèo của một kiếp người, không phải là tự nhiên người đó giàu hoặc người đó nghèo. Cho nên ta biết nhân quả hết. Bây giờ trong cái kiếp sống này của ta mấy mươi năm đó, ta tập bố thí. Cho nên thầy chỉ cho cái bà lão đó, cái bà cụ mà thầy kể, bà nghèo như vậy đó, bà không có tiền bố thí á, thầy mới chỉ cho bà lấy một con heo riêng, hay bà lấy một cái bóp nhỏ riêng. Thầy nói bà cứ một ngày nào bà làm bà lời được 100 ngàn thì bà cúng 2 ngàn. Có nghĩa là bà cứ lấy 2 ngàn riêng bà bỏ vô đó, bà lời được 50 ngàn thì bà cúng 1 ngàn. Như vậy đó. Nếu mà bà lời được 25 ngàn thì bà cúng 500 đồng thôi. Nghĩa là ngày nào cứ bà lời, bà cứ chích ra 2%, cứ 2%, cứ 100 ngàn bỏ ra 2 ngàn, 100 ngàn bỏ 2 ngàn, nhỏ hay lớn? Của tự nhỏ thôi, không có lớn. Nếu mà bà lời được 200 ngàn, bà bỏ vô 4 ngàn, nhưng mà luôn luôn có một cái nhỏ nhỏ đó, đó là cái bắt đầu để mình bố thí từ từ đó. Nhiều khi Phật tử nói là gì? Ôi, con nghèo quá. Hỏi bố thí không? Dạ không. Chứ bố thí đi, dạ ăn cộng đủ, lấy gì bố thí? Mà Phật tử thì nhìn cái này nè, chính là cái nghiệp của chúng sanh. Có phải nghèo nên mình mới không dám bố thí không? Đúng không? Thường như vậy. Thường nghèo nên không bố thí. Mà không bố thí cho nên nghèo. Mà nghèo thì không dám bố thí. Mà không bố thí cho nên nghèo. Để thấy chưa? Nghèo, khổ, không dám bố thí, không dám bố thí, nghèo, nghèo, khổ, không dám bố thí, cho nên nghèo. Cái vòng luẩn quẩn đến bây giờ mới xác ra. Thấy chưa? Sự thật là cái vòng luẩn quẩn như vậy đó. Cho nên bây giờ mình biết Phật Pháp mình làm gì? Nghèo thiệt, đúng, mình nghèo thiệt. Nhưng mà mình phải mạnh dạn, phải có một cái điểm gọi là
đưa mình ra thoát khỏi cái nghèo đó. Nếu mình chưa làm được mạnh thì làm gì? Bằng cách gì đó, lời 100 ngàn bỏ 2 ngàn riêng. Cứ lời 100 ngàn bỏ 2 ngàn riêng, thầy chỉ cho bà cụ vậy đó. Chứ bây giờ thầy kêu bà cụ lâu lâu vô chùa cúng 100, 200 ngàn hay thấy ai nghèo khổ giúp 50, cái bà chạy thầy luôn á, không dám gặp thầy luôn. Thầy kêu là bà lời 100 ngàn, bà bán được một ngày mấy chục tô bánh canh, lời 100, bà bỏ riêng 2 ngàn cho thầy. Rồi sau đó khi mà có dịp bà đi bố thí, bà đi cúng dường hay bà đi làm phước, thì có cái phước đó thì bà mới từ từ bà mới thoát nghèo. Cũng vậy thưa quý Phật tử, khi ta đi làm từ thiện nha, khi quý Phật tử đi làm từ thiện cũng vậy. Có những nơi nghèo, mình tới mình giúp cho người ta gạo, mình giúp cho người ta áo quần, giúp cho người ta tiền. Nhưng quý Phật tử đừng có giúp như vậy không. Luôn luôn sau cái buổi từ thiện đó, mình cho người ta vài câu đạo lý. Nhớ không? Cái chuyện ăn uống, đói no, nghèo khổ một kiếp người á, đó là cái chuyện bình thường cho một kiếp người. Làm sao ta phải giúp cho người ta biết được vì sao người ta nghèo. Cái đó quan trọng. Đó, phải quan trọng cái đó đó. Cho nên quý Phật tử ráng làm cái đó cho thầy. Hiểu cái điểm này không? Tự hiểu không? Có nghĩa ví dụ mình tới đó, mình bố thí rồi đó, người ta nghèo mình bố thí xong, thì mình phải nói vài câu. Nhất là nói là vì sao anh nghèo, vì sao chị nghèo, vì sao cô nghèo. Thì thường thường cái gốc của cái sự nghèo vẫn là ở chỗ là không biết bố thí. Mình nói bắt đầu, mình đừng có nói xong mình kêu người ta làm cái việc lớn, người ta làm không được đâu. Mình phải chỉ từ những cái việc nho nhỏ. Thưa quý Phật tử, đời ta vậy đó. Nếu như mà ta không có phát cái tâm nào đó để ta vượt qua được cái sự nghèo khó á, thì mãi mãi ta nghèo. Cho nên bây giờ ta đang nghèo, mà trong lúc nghèo á, mà ta làm được á, thì đó là cơ hội ta giàu. Lát nữa thầy nói vì sao ta giàu. Vậy thì cái gốc trong kinh Trung Bộ, Trung Bộ 3 kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, Đức Phật dạy cái chính là do không biết bố thí mà à, nghèo. Rồi ở trong một bài kinh khác, đó là bài kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1 Phẩm Ngũ Giới. Đây chúng nghe Đức Phật dạy nè. Lúc này Đức Phật đang ở tại rừng Kỳ Đà, vườn của ông Cấp Cô Độc. Đức Phật dạy như thế này: một người nào đó mà lấy của không cho, tức là cái tội gì nè chúng? Lấy của không cho là tội gì? Trộm cắp á. Nghe đại chúng nghe nguyên văn Đức Phật dạy nè, trong kinh A Hàm: ta không thấy một pháp nào đã được thực hành, thực hành nhiều rồi lại thành hạnh địa ngục, hạnh ngạ quỷ, hạnh súc sanh. Nếu sanh trong loài người rất là nghèo túng, áo không đủ che thân, cơm không đầy. Có nghĩa là người đó là cái người thích ăn trộm, thích trộm cắp, lấy tài vật của người khác, liền đã trong ngạ quỷ súc sanh. Nếu sinh trong loài người thì là người nghèo túng. Đại chúng hiểu không? Có nghĩa Đức Phật dạy ở đây, nguyên nhân để mình nghèo, trong đó có gì? Ăn cắp, trộm cắp, giới thứ hai. Biết chưa? Biết thêm một nguyên nhân mình nghèo chưa? Hỏi lại coi trước giờ có lấy của ai không? Có lấy của ông cho không? Tự coi lại. Nếu có cái này thì tập bỏ ha. Tới giờ mình muốn thoát nghèo thì tập bỏ những cái nguyên nhân để sinh nghèo thôi. Học Phật Pháp là như vậy đó. Mình phải biết vì sao mình nghèo, biết cái đó mình bỏ cái đó. Hồi nãy bây giờ mình biết là sở dĩ không biết bố thí nghèo, mình biết rồi, sau này tập bố thí. Bây giờ mình học thêm một ý nữa. Phật dạy trong kinh A Hàm, sở dĩ mình nghèo là do mình thường trộm cắp. Thường trộm cắp thì nếu mà thường trộm cắp á, thì mình sẽ đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mà nếu được sinh làm người thì là người như thế nào? Người rất là nghèo. Không biết mình nghèo kiếp này, không biết là do gì đây, không biết nữa. Là do kiếp trước cái bỏng xẻng ích kỷ, hay là do kiếp trước hay ăn cắp đồ của người ta. Mà quý Phật tử thấy mình nghèo rồi mà cứ có bao nhiêu đồ cứ bị mất biết, chắc đúng rồi đó, kiếp trước ăn cắp á. Là do làm sao? À, bị người ta lấy lại. Bị người ta lấy lại. Vậy là Phật tử đã hiểu chưa? Hai cái chính á của mình là không biết bố thí và là trộm cắp. Vẫn căn bản á là vẫn là do cái chuyện gì quý Phật tử? Là cái ích kỷ của mình thì chúng nhớ nha. Bây giờ cái kiếp người mình sống ấy nè, mình không biết lúc trước, kiếp trước mình có ăn cắp hay không, mình đâu biết được đúng không? Nhưng mà bây giờ ở cái lòng ích kỷ của mình biết được không? Biết. Cái tâm bỏng xẻng của mình biết được không? Biết. Và cái việc bố thí của mình có thể làm được không? Được. Làm được. Nhưng mà đứt từng khúc ruột á.
Nếu mà cái người bỏng sẻn là đứt từng khúc ruột á, thầy có biết cái cô đó Phật tử rồi. Trời, cổ giàu ghê lắm, tự nhà cửa quá trời, rất là giàu. Một tháng cổ không biết cổ thu bao nhiêu tiền, một đại chúng biết không? Cổ ăn uống khắc khổ lắm, ăn uống rất là khắc khổ. Mặt á, trời ơi, nhìn một người mà nhìn vô cổ tưởng là cổ nhà nghèo, bận quần bận áo gì đâu mà lem luốc gì đâu gì đó. Và ốc tai thì bù xù, người thì ấm nhớm nhách, có dám ăn đâu, không có dám ăn. Quần áo thì ấm nhớm ấm nhách, mà đi đôi dép như đôi dép đứt gì đó. Mà là chú biết không, nó đúng ra là một đại gia thứ thiệt, mà xích vậy á. Mà con của cô nha, thấy cô như vậy á, tiền đâu có thiếu, mà trong khi cũng già rồi, muốn mua cái đồ ngon đồ bổ chút cho cô ăn, cô tẩm bổ, thì cô la, cô nói trời ơi mày xài tiền hoang phí. À, vậy đó, tự mua bộ đồ mới không dám bận. Tự thấy chưa, tài sản có đó, nhưng mà sao nhưng mà không dùng được cái tài sản đó. Nhìn vô mình thấy áo quần thì xóc xếch, mặt mày thì ốm nhom nhách, mang đôi dép đứt gì đó. Ăn uống này chúng biết ăn cái gì không? Ăn những cái món đồ ăn á, mà ví dụ như là mình thấy trái mít, trái ổi, trái sò gì đó ngoài vườn đó, ăn được gì đem vô ăn hết á. Trong khi tài sản thì nói là làm biết bao nhiêu người, giúp bao nhiêu người cũng được á, mà không làm. Cứ tiền có vô cứ để cất gửi ngân hàng, tiền có vô cất gửi ngân hàng vậy thôi. Cứ cuộc sống khắc khổ vậy đó. À, đại chúng biết á, một trong những nguyên nhân á, Phật tử có thấy không, là có những người trên đời này giàu nhưng mà không dùng được tài sản. Được thấy đúng không? Có không? Có nha. Ai biết vì sao? Đúng rồi, cô nói đúng rồi, chắc cô nghe đâu với thầy nào giảng rồi đúng không? Sở dĩ mình giàu mà mình không có dùng được cái tài sản đó là do mình giàu, là do bố thí đúng không? Và bố thí, nhưng mà bố thí xong rồi tiếc tệ, tiếc sắc tiếc à, tiếc. Tự thấy giờ có nhân quả hết. Cho nên mình bây giờ mình giải thích được chưa, là tại sao có những người giàu nhưng mà không dùng được tài sản là do bố thí đó. Có bố thí đó, nhưng mà bố thí xong rồi tiếc. Ví dụ như hôm nay khóa tu Phật thất này, vô chùa Bửu Quang dự khóa tu xong cúng 500 không? Cúng năm xong cũng an hỷ lắm đúng không? Nhưng mà về rồi nó trời hết, quên nhà mình hết gạo, biết để lại 210 ha, 10 ký gạo, 20 ký gạo được rồi, nhưng thấy tiếc tiếc sao. Rồi sau này cái nhân duyên bố thí cúng dường 500 ngàn đó sẽ là cái nhân để mình giàu. Nhưng mà sao, có tiền xài cũng được, có tài sản dùng cũng được, tự thấy chưa? Cho nên nó là rồi phải làm sao, thôi làm được gì làm xong để tâm không hoan hỷ nha. Cho nên một cái việc bố thí á, đại chúng biết muốn tác thành cái phước thiện bố thí phải cần cái gì? Cần nè, cái niềm hoan hỷ của mình trước khi bố thí, đang bố thí và sau khi bố thí, thì cái phước đó mới lớn, hiểu không? Trước khi ta bố thí, trong lúc ta bố thí và sau khi ta bố thí rồi. Thầy có giảng trong cái bài phước bố thí á, thì cái phước mới lớn. Thầy nói ví dụ, trước khi bố thí á, mình không có hoan hỷ, mình nghe bạn bè mình kêu gọi nể mặt bạn bè, ví dụ như quý thầy quý cô hoặc bạn bè mình kêu gọi đi làm phước á, thì mình cũng đi, nhưng mà trong lòng không có vui, nhiều khi nể mặt đi thôi. Thưa quý tử, cái việc thiện sự đó của mình, cái phước bố thí đó của mình, nó không có trọn vẹn, tưởng nhớ không? Nếu làm mà với cái tâm như thế này, hoan hỷ trước khi bố thí, hoan hỷ đang bố thí và hoan hỷ sau khi bố thí, thì cái việc phước mình nó mới lớn. Cho nên quý tử xem lại coi, mình có tài sản không? Có. Dùng được không? Không. Là biết sao rồi đó. Làm sao? Bố thí mà tiếc. Rồi quý tử để ý này nữa nào. Có những Phật tử, hoặc là thầy nói một số người đời, là người á thì không có giàu, nhưng mà nói người ta nghe. Có nhiều người theo nói người ta nghe à. Cũng có những người giàu mà nói không ai nghe hết. Có không? Có những trường hợp này không? Có. Ai biết gì sao không? Không phải. Ở chỗ này nè, bố thí là giàu, quý tử hiểu rồi đúng không? Ví dụ như bây giờ quý tử bố thí, phước quý tử giàu. Nhưng mà trong lúc bố thí á, quý tử khuyến khích là chị, anh, em, cô, bác, cháu, chú, gì đó, cùng bố thí với con, cùng bố thí với cô, ví dụ vậy ha,
nghĩa là mình khuyến khích người khác cùng bố thí với mình. Sau này cái phước của mình là vừa giàu mà vừa nói người ta nghe. Hiểu chưa? Là có người theo mình và mình nói người ta nghe. Ghi vô đi, cái bài này ghi vô đi để có sau này mà hết nghèo là một, để có người mà cùng với mình, cùng tu học với mình mà mình nói người ta nghe nè. Vậy thì mình biết cái nào để cho mình giàu là bố thí, để cho có những người cùng tu tập với mình, hoặc mình nói người ta nghe, hoặc là người ta theo mình á, thì vừa bố thí mà phải vừa khuyến khích người khác bố thí. Cho nên nếu mà ta bố thí không mà ta không khuyến khích người khác bố thí á, thì sau này ta chỉ có giàu thôi mà nói người khác không nghe. Còn có những người á không bố thí mà chỉ khuyến khích người khác bố thí thôi, thì sau này sao? Sau này nói người ta nghe, có người theo mình mà mình nghèo. Hiểu chưa? Đời nó có nhân có quả hết Phật tử ơi. Không, nhân quả công bằng, luật nhân quả công bằng á, cân đo đong đếm chi ly, không có sai chạy được đâu. Cho nên nó nhiều khi á mình chưa hiểu Phật pháp á, mình hay than trời trách đất này kia, chứ thưa quý Phật tử là mọi cái nó có hết rồi. Hiểu không? Mọi cái nó có hết rồi. Mà thầy dặn lại á, là trong lúc mình bố thí làm phước á, mà tâm mình càng hoan hỷ không chấp vào, thì cái phước đó nó mới càng lớn nữa. Nhớ chưa? Rồi một cái nhân để cho mình nghèo nữa nào, là mình không có biết tiết kiệm, tiêu xài phung phí. Nhớ cái này không biết Phật tử có không? Có. Có nghĩa là có những cái cần xài thì hãy xài, những cái không cần á thì thôi. Thì nó đơn giản, ví dụ trong nhà của mình, phải không? Cái điện nhiều khi á, phòng đó mình không ở phòng đó, điện bật quạt bật rồi đó, có phải Phật tử đang dùng điện, dùng quạt như vậy có phải là phí không? Cái phí đó đâu ra? Sở dĩ mình dùng quạt, dùng điện có tháng phải trả tiền không? Phải trả tiền. Tiền nó đâu ra trả? Có phải giờ dùng phước của mình không? Dùng phước của mình trả. Mình dùng nhiều thì mình phải trả tiền nhiều. Trả tiền nhiều phải lấy cái phước nhiều ra mà xài, mà trả. Thì một trong những cái nguyên nhân để cho mình nghèo là mình xài tiền phung phí. Mình dùng vật chất không có đúng chỗ. Nhớ vậy đó. Có những việc các thưa đại chúng cần dùng, cần làm, hết lòng làm, mà con người ta kỳ cục vậy đó. Có những việc cần làm thì không làm, có những việc không đáng làm thì làm. Hỏi sao không khổ, hỏi sao không nghèo. Nghe chưa? Vậy thì một trong những nguyên nhân là mình sao dùng phung phí. Và trong kinh đại chúng nghe Đức Phật có nói đến vài cái nguyên nhân á để cho mình là vì xài phước phung phí quá mà mình nghèo đây nè. Này gia chủ, có 6 nguyên nhân phung phí tài sản. Đức Phật dạy cái này trong kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt, trong Trường Bộ, trong kinh Trường Bộ 2. Đức Phật có dạy là 6 cái nguyên nhân mình phung phí tài sản nè. Thứ nhất là đam mê rượu chè. Đam mê rượu chè. Ở đây mấy anh không biết có ai nghiện rượu không? Chắc không ha. À, chúng có thấy không, đam mê rượu chè có khổ không? Tốn tiền đúng không? Vợ đi chợ tính coi hành ngò nhiều, tiêu nhiều, muối nhiều, bột ngọt nhiều, bó rau nhiều, 500 đồng tính đường cắt. Một chầu nhậu tính mấy triệu không tính. Mấy ông nhậu rồi đó. Khổ cho cô Phật tử nào á mà lấy chúng cái ông chồng nào mà vợ đi chợ mà tính chi ly thôi rồi. Khổ lắm đúng không? Vừa rồi thầy giảng cái bài ở Phan Thiết, giảng cái bài nhân duyên vợ chồng. Phật tử có duyên lên nghe, tìm nghe cái bài nhân duyên vợ chồng. Hỏi sao mình gặp ổng, nhìn cái mặt thấy ghét, mà tôi không biết sao tôi ngu dữ cái trời mà tôi lấy ổng trời. Có hết đó, có nhân duyên hết Phật tử ơi. À, nó có nhân duyên hết đó. Trời, nhìn cái mặt cái cô này xấu quắc mà sao không biết, lúc đó tôi mê mờ sao vậy trời. Ai che mắt tôi cưới cô về, tôi thấy cô hiện cái mặt yêu quái, mà lúc đó tôi thấy cô giống thiên thần. Thật sự nó có như vậy. Nếu tự biết là cái đam mê rượu chè nó làm cho mình tiêu tốn tài sản. Nguyên nhân thứ hai là gì? Du hành đường phố phi thời. Có nghĩa là mình hay đi chơi đêm, đi chơi đêm hoặc là đi những lúc không có nên đi thì cũng tốn tiền, phung phí tài sản. Thứ ba là gì? Là la cà đình đám ở nơi này nơi kia. Bây giờ mình nói la cà chơi ở các quán bar, quán đồ, cái tự bài bạc rồi. Mình tự biết không, thầy nghe một số Phật tử của thầy lúc trước khi mà chưa hiểu đạo á, chú biết là hay đi chơi quán bar. Quán bar này chú biết cứ một đêm đi vậy đó, đây là trung bình nha, tốn hết mấy triệu. Thầy nói trung bình nó, còn mấy người mình xài nhiều mấy chục triệu, mấy trăm triệu là bình thường. Còn đây là trung bình thôi đó, cứ một
một đêm đi chơi như vậy là tốn hết mấy triệu. Đây đó có một cái cô Phật tử này, chú biết lúc đó cô làm cũng ra tiền, cô có cái tiệm, hàng ngày cô làm ra tiền, mà cứ mỗi tối đi chơi vậy tốn hết mấy triệu vậy đó, tốn hết mấy triệu. Mà chú biết không, là mình mà đi chơi đi như vậy, cái tiền, cái tài sản mình đang dùng đó, có phải đang dùng phước của mình không? Đang dùng phước đó quý Phật tử. Cho nên đó là trong đời ta có nhiều lần á, ta đã xài cái phước ta nhiều quá, mà xài phước nhiều quá thì mình hết gì? Hết phước. Hết phước thì nghèo. À, chúng nhớ đó là mình sở dĩ mình giàu được là cũng do mình có cái phước. Mà bây giờ mình đem ra mình dùng hết thì nghèo thôi, đúng không? Cũng như trong ngân hàng mình gửi 5 tỷ trong đó, mà cứ một ngày mình xài hết quá trời phước như vậy thì nó sẽ hết phước sớm thôi. Đó. Rồi nguyên nhân phung phí tài sản nữa nè, là do mình giao du với bạn ác, rồi quen thói lười biếng. Giao du với bạn ác, quen thói lười biếng. Đây là những cái nguyên nhân phung phí tài sản. Phật tử nhớ giùm thầy nha. Gần như trong đời sống hàng ngày quý Phật tử á, mình đang dùng phước nhiều lắm. Nhớ không? Gần như đụng cái gì mình cũng đang dùng phước, mình cũng đang xài phước hết. Mà xài đến khi hết phước thì sao? Hết phước thì nghèo. Nó rõ ràng như vậy thôi. Tất cả nó có cái gốc phía sau á, là do phước hết. Hồi nãy thầy cũng nói rồi đó, là tiểu phú do cần, đại phú do thiên. Đại phú ở đây là do cái phước của mình. Cái phước mình lớn á, thưa quý tử, tự nhiên nó sắp xếp cho mình mọi việc an ổn. Tự nhiên sinh ra trong cái nhà có tài sản, đúng không? Sinh ra trong cái nhà có tài sản đó, ai để lại cho mình? Giờ thầy nói thêm một cái hồi nãy thầy quên nói, là bây giờ quý tử để ý coi, có những người á, có những người là sinh ra giàu nhưng mà phải vất vả lắm mới giàu được. Có nghĩa là phải chạy ngoài đường, phải làm ăn vất vả, đổ mồ hôi mới giàu, đúng không? Nhưng cũng có những người sinh ra là có tài sản sẵn, cha mẹ để cho, bạn bè hay ai đó cho mình có một khối tài sản sẵn, đúng không? Nãy giờ thầy phân tích rất là nhiều khía cạnh trong cuộc đời, tôi mới thấy có những người như vậy. Vậy do đâu? Cái người á mà phải làm ăn vất vả lắm á mới giàu được là do như thế này, là do đã từng gieo cái nhân bố thí. Nhưng mà sao? Nhưng mà như vậy nè, thầy nói lấy ví dụ dễ hiểu. Ví dụ như hôm nay có bạn của mình nói, chị ngày mai em xuống cái vùng dưới vùng núi đó, nghèo khổ lắm, em định là bố thí là dưới đó một ít gạo, ít mì, ít bánh trái, với lại bì thư nho nhỏ cho người ta dùng mấy dịp Tết, ví dụ vậy ha. À, mai em đi hả? Mai chị bận rồi chị đi không được, chị gửi em 500 triệu nè, em đi giùm chị nha. Người này sau này giàu, giàu. Nhưng mà sao? Phải vất vả mới giàu. Là do cái gì? Có nghĩa là khi ta bố thí mà ta không tận tay bố thí. Hiểu chưa? Hiểu vì sao mình giàu mà phải rất là vất vả chưa? Hiểu rồi đúng không? Tất cả nhân quả hay, tưởng rồi có thể học nhân quả hay không? Dạy hết cho ta rồi. Khi ta hiểu nhân quả đó, tự mọi cái trên đời này ta giải quyết được hết. Có những cái ta chưa chi ly được thôi. Chỉ có những bậc thánh á mới thấy rõ hết đường đi nước bước của nhân quả thôi. Nhưng ít nhất á thì ta cũng thấy căn bản. Vậy cho nên á, sau này quý Phật tử muốn giàu mà phải vất vả làm ăn cực khổ lắm mới giàu, thì ai rủ mình đi bố thí cúng dường, cứ gửi tịnh tài đi cúng, đừng có đi. Là sau này giàu nhưng mà vất vả. Còn cái người á mà sinh ra có tài sản sẵn, cha mẹ để cho, bạn bè để cho, hoặc là có cái tài sản nào sẵn cho mình á, là do làm sao? Kiếp trước biết bố thí, nhưng mà khi bố thí á, tới tận nơi bố thí. Được thấy chưa? Tới tận nơi bố thí luôn. Cho nên quý tử đừng có nghĩ là mình không bố thí được. Mình không có ít thì mình, ông có nhiều thì mình ít. Ông bà ta nói một câu gì? Của ít lòng nhiều. Nghe chưa? Của ít lòng nhiều, tâm thành Phật chứng, phải không? Ít ít thôi, không có nhiều cũng ít. Nhưng mà cái tâm của mình thành thì cái kết quả nó mới lớn. Đó, đại chúng phải nhớ, nhớ những cái điểm này. Đại thầy phân tích là tại sao mà giàu mà có người theo rồi, có người nói người ta nghe, giàu nói không nghe, nghèo mà nói người ta nghe. Rồi có những người nghèo mà nói người ta cũng chẳng nghe. Rồi tại sao mà sinh ra là có tài sản sẵn, mà sinh ra làm ăn vất vả có tài sản, đúng không? Giờ thầy hỏi Phật tử nè, Phật tử mình đa phần cũng nhiều nha. Có tính tâm không? Có. Có siêng năng tu tập không? Có. Tin Tam Bảo không? Có. Biết bố thí cúng dường không? Có. Nghèo không? Có luôn.
Ai trả lời được? Ai trả lời được vì sao? Vì sao vậy? Mình phải mở cái notebook này thôi. Nhiều Phật tử thì thấy thầy nhiều khi thầy cũng ước gì Phật tử của mình mà giàu á thì các chùa cũng đỡ, phải không? Các chùa cũng đỡ, nhiều người đau khổ trong đời cũng đỡ. Bởi vì mình biết tu tập rồi, khi mình có tài sản á, mình luôn mình chích ra để mà làm phước. Theo cái Phật tử, Phật tử coi nè, có thể một trong những nguyên nhân mình biết tu tập, biết bố thí cúng dường mà mình vẫn nghèo là do mình đã từng xài tiền không đúng chỗ. Thử xem lại coi, xài tiền không đúng chỗ. Mai má, con đang lên cơn nghiện má ơi, má cho con 5 triệu, con đi dạy con hết cái cơn nghiện của con. Trời ơi, tao thấy mày tội quá nè, mày lại cầm 5 triệu đi giùm tao cái đi đó. Cái đó là không đúng chỗ, tự hiểu không? Có nghĩa là mình có dùng cái tài sản của mình nó không đúng chỗ, cũng gọi là phung phí đó, cũng gọi là tiêu phước của mình. Cho nên Phật tử để ý lại coi có cái đó không đó. Rồi bây giờ, một trong những nguyên nhân để mình nghèo nữa đây nè quý Phật tử, là thấy cái người đang khổ thật sự nha, cần giúp mà mình không giúp. Tự nhớ dùng cái điểm này. Đời quý Phật tử á, đang xen nó sẽ có những câu chuyện này nha. Có nghĩa là mình đang phát tâm đó là con hứa với Đức Thế Tôn, con hứa với Đức Phật, con thì không giàu gì lắm, nhưng mà nếu con thấy ai mà khó khăn quá mà trong khả năng của con giúp. Vừa khấn xong về tới nhà, có chị bên cạnh, chồng bệnh nặng quá, xin chị cho em mượn 200 ngàn mua thuốc. Nhiều khi có những việc cần giúp thật á, mình lại không giúp. Đó, đó cũng là một trong những nguyên nhân nghèo. Cho nên thầy nói hồi nãy rồi, không phải nghèo đơn giản là không biết bố thí không đâu. Nó có nhiều cái lắm. Có nghĩa là những cái mình cần giúp thật á, mà mình đã để nó trôi qua, hiểu không? Để cái phước nó trôi qua. Và sau này sao? Một trong những nguyên nhân để mình nghèo. Và nếu như đúng thật sự có những cái trường hợp rất cần mình giúp mà mình giúp á, từ cái tự, thì đó là một trong những nguyên nhân sau này giàu. Nguyên nhân sau này mình giàu đó. Và nhớ chưa? Một trong những nguyên nhân nữa để mình nghèo là có những việc cần giúp trước mắt nhưng mình không giúp. Rồi, một cái để mình nghèo nữa đây nào, là do ta, ai biết, còn thêm một vài nguyên nhân nữa. Do ta làm sao? Sao anh? À, do lười biếng, đúng rồi. Thêm một nguyên nhân nữa. Người ta nói câu gì đó, ông bà ta nói câu gì? Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu những kẻ say sưa tối ngày, đúng không? À, cho nên đó là thường thường á, một trong những nguyên nhân mình nghèo nữa do mình lười. Lười thì làm gì? Lười thì không có tu tập, không có làm phước, thì nghèo đó là chuyện tất nhiên rồi. Rồi đây nữa, một trong những nguyên nhân nữa nào, là khi giàu mà tự cao với cái giàu của mình, xem thường người nghèo. Coi coi, nhớ lúc trước tôi rất giàu mà giờ đây tôi trắng tay, là vì sao? Là vì lúc trước tôi đã khinh thường người ta. Tự nhiên thầy nhìn thầy nghĩ ra cái câu hát vậy luôn. Giờ kêu hát lại cũng không biết hát làm sao nữa. Có nghĩa là lúc mình giàu á, đối với người nghèo thì mình xem thường, và mình cảm thấy tự cao tự hào với nhiều người á, là mình rất là giàu. Nhớ, biết tự có ghi lại mấy cái ý này hết không? Ghi lại nha. Là khi mình giàu, mình tự cao, tự đại, tôi rất là giàu, khoe khoang với nhiều người, cho người ta biết mình giàu hơn người ta cái này cái kia. Và nhất là mình nhìn những cái người nghèo, mình khinh thường người ta. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho mình tổn phước rất nhanh để mình nghèo. Một trong những nguyên nhân nghèo nữa nè quý Phật tử, là mình chọn cái nghề không có đúng. Chọn cái nghề, cái này cũng quan trọng. Thầy giảng trong cái bài chánh mạng này, mình chọn cái nghề không có đúng cũng là một trong những nguyên nhân để mình nghèo. Tại vì sao? Có phải quý Phật tử cuộc sống tại gia là mình phải đi làm không? Rõ ràng tại gia là mình phải đi làm. Đi làm phải có cái nghề nào đó mình làm. Nếu mình chọn cái nghề đúng thì cứ mỗi ngày cái nghề nó sinh phước. Mình chọn cái nghề sai, cứ mỗi ngày cái nghề nó sinh tội.
cái ngày đó tổn phước. Cứ nhớ đó, dù là ngày hôm đó mình phải đổ mồ hôi mình làm, mình vất vả mình làm để có đồng tiền, đúng không? Nhưng vất vả đổ mồ hôi đó làm vẫn thành tội. Thầy nói ví dụ nè, với tự vợ tự làm cái nghề đi ha, làm cái nghề như là mình là thầy thuốc chữa bệnh đi, thầy nói ví dụ vậy. Ví dụ là một thầy thuốc nam chữa bệnh cho người ta. Ngay cả khi quý Phật tử chữa bệnh lấy tiền, nhưng cái nghề tự có phước không? Có. Dù mình chữa bệnh lấy tiền vẫn có phước, vì mình đã chữa cho người ta hết bệnh. Nhưng mà cái phước nó nhỏ hơn là mình chữa từ thiện. Mình chữa không thì cái phước nó lớn hơn, phải không? Rõ ràng mình vẫn làm, vẫn lấy tiền, nhưng vẫn có phước. Thì cũng vậy nè, có những cái nghề mình làm mà tổn phước. Thầy nói ví dụ cái nghề sát sanh hàng ngày, đúng không? Ví dụ như một vợ mình, giờ mình giết con heo con bò, mình cũng phải vất vả lắm mình mới giết được nó. Chiều vẫn lấy tiền, nhưng mà có tội hay phước? Tội, có tự thấy chưa? Có những cái nghề hàng ngày nó sinh phước, có những cái nghề hàng ngày nó sinh tội. Cho nên nó Phật dạy chánh mạng là một trong bát chánh đạo là vậy, là một trong những cái chi phần đó mà đưa ta đến chỗ giải thoát. Cho nên Phật tử phải để ý cái bài này, cái ý nghĩa của cái từ chánh mạng nha. Cái nghề nó liên quan đến đời sống tu tập của ta, và cái nghề nó liên quan đến tội phước của ta, và cái nghề nó liên quan đến đời sống giải thoát của ta luôn đấy. Cái nghề mình làm đó quý tử. Vì sao? Vì gần như lúc nào, ngày nào mình cũng phải đi làm, đúng không? Trừ những người quá giàu hay như thế nào đó, mà ngay cả những người giàu nữa người ta cũng phải làm cái gì đó, đúng không? Trừ những người mà lười biếng thôi. Thì quý tử mới thấy rõ ràng chưa, cái nghề nó quan trọng như vậy. Mà mình chọn không đúng cái nghề, mà cái nghề càng ngày nó càng tổn phước á, thì thưa quý Phật tử, sau này mình cũng nghèo sớm luôn. Để phân tích ra mình thấy nhiều cái nguyên nhân để mình nghèo chưa? Đó, thôi thì bây giờ để sau khi phân tích một vài cái nguyên nhân để quý Phật tử nghèo rồi, bây giờ thầy mới phân tích vài nguyên nhân đưa ra cho quý Phật tử giàu. Chịu không? À ha, giờ giàu ha. Chứ bây giờ mình muốn giàu dễ lắm. Hồi nãy nói rồi, giờ mình muốn mình giàu thì mình biết là vì sao mình nghèo. Cứ từ cái nghèo là mình biết để mình giàu thôi. Thì mình biết cái gốc mình nghèo là do bỏng sẻn, ích kỷ, không biết bố thí. Thì vẫn là cái gốc chính để sau này mình giàu, đó là ta biết bố thí cúng dường làm phước. Nhớ chưa quý Phật tử? Nhớ, bố thí cúng dường làm phước là cái nhân để mình giàu. Nhớ có câu chuyện á, có một cái hôm đó Tôn giả Ca Chiên Viên á, ngài mới đi ngang, ngài có thấy một cái bà lão già rồi, chú biết là bà khắc khổ lắm, bà mới buồn, bà mới nói là con thì con làm mướn trong một cái nhà đó, nhưng mà bị người đó đối xử rất là tệ bạc, cũng như là cái thân phận của một người ở mà đủ thứ cái đau khổ, tiền bạc thì không có. Thì Tôn giả Ca Chiên Viên á, mới nhìn quan sát cái bà lão này, thấy bà ta có duyên với Phật pháp, cho nên á, ngài mới hỏi bà một câu như thế này. Ngài mới hỏi bà là: vậy bà có muốn bán cái nghèo cho tôi không? Đó, ngài mới hỏi bà vậy đó. Giờ quý Phật tử nghèo, mà có ai tới hỏi Phật tử có muốn bán cái nghèo để giàu không? Quý Phật tử liền nói sao? Bán liền, đúng không? À, chịu liền, đúng không? Ok liền nhá. Rõ ràng liền, ai mình đang nghèo khổ muốn chết, phải không? Cái người nghèo rồi nó đủ thứ chuyện ấy, quý tử ơi. Cho nên nó là khi mà nghe hỏi vậy mừng lắm, bà lão mới mừng. Mà bà mới nghĩ lại là cuộc sống của bà không có một cái gì để có thể mà ấy được cho bà hết. Thì ngài mới nói là thôi, cho ngài hết. Ngài mới nói là bây giờ bà có cái gì đó bà cúng dường cho tôi đi. Bà lão nhìn lại xung quanh chẳng có một cái gì hết để cúng dường cho ngài, để thoát cái phận nghèo. Thì ngài mới đưa một cái bát của ngài á cho bà lão. Ngài mới kêu bà ta xuống múc nước, tắm rửa sạch sẽ xong múc nước nên cúng dường cho ngài. Sau đó vậy thôi, hãy chú nguyện cho bà để chúng biết. Sau đó bà ta mới, đêm đó bà ta mới mất đi và thác sanh lên cõi trời. Thác sanh lên cõi trời do cái phước là gì quý tử? Là bà ta cúng dường cho một bậc thánh là Tôn giả Ca Chiên Viên. Nếu tự thấy là cái phước cúng dường á, bố thí cúng dường là cái phước lớn nhất nha, để cho ta có thể thoát đi cái thân phận nghèo hèn của ta. Cho nên sau này đừng có ai than là than thần, trách đất, trách trời, trách Phật gì nữa, nghe không? Là tại sao con nghèo nữa? Mà nếu thay vì trách đó thì nó biết sao?
biết là do con, à con đã từng không biết bố thí cúng dường làm phước ha. Và nữa, cái gốc ở đây nè là mình lãng làm sao để chuyển cái tâm ích kỷ bỏng sẻn và nhỏ nhoi của mình, nhớ không? Rồi, một cái nhân để mình giàu nữa, chính ngay trong lúc ta khó khăn mà ta vẫn làm phước được, ta vẫn bố thí được, ta vẫn cúng dường được, nhân giàu. Như thầy nói với quý Phật tử rồi đó, thầy có nói Phật tử rồi, là thường thường á, trong cái lúc khó khăn á, mình không dám bố thí đúng không? Nhất là những lúc nghèo á, mình không dám bố thí. Vì sao? Cái người nghèo á mà không biết đạo, người ta sẽ nói như thế này nè: trời ơi, tôi nghèo tôi không có ăn nữa, bố thí cúng dường lấy gì tôi ăn. À, còn cái người biết đạo, người ta sẽ nói như thế này nè: thôi cái thân phận của mình nghèo vậy, do không biết bố thí cúng dường, bây giờ mình phải dành dụm một chút nào đó ra mình cúng dường để thoát cái phận nghèo. Được, thấy không? Khác chưa? Giữa hai người nó khác nhau vậy đó. Cho nên người trí, người ta sẽ nói là ăn hết lấy cái gì mà cho. Còn người ngu sẽ nói là cho hết lấy cái gì mà ăn. Khác nhau rồi đó. Người trí sẽ nói là ăn hết lấy cái gì mà cho. Người ngu thì nói là cho hết lấy cái gì mà ăn. Đó, tự mới thấy như vậy. Thì trong lúc ta khó khăn, trong lúc ta vất vả, trong lúc ta nghèo mà ta bố thí được, ta cúng dường được á, là cái cơ hội cho ta thoát đi cái nghèo. À, cơ hội thoát cho ta cái nghèo. Không biết đại chúng có nhớ không cái câu chuyện vào thời Phật á, có hai vợ chồng mà chỉ có một cái chiếc áo rách thôi, nhớ không? À, có một cái chiếc áo gọi là đẹp thôi của hai vợ chồng mà còn bận đồ rách rưới lắm. Mà khi mà nghe tin Đức Phật á, thì hai vị này mới phát tâm cúng dường. Thì thầy còn nhớ cái hôm đó như vậy nè, hai vợ chồng bàn bạc với nhau cúng dường xong á, thì bây giờ con cái áo à, bây giờ ông chồng đi thì bà ở nhà, mà bà đi thì ổng phải ở nhà, cuối cùng ổng đi. À, chúng biết tối hôm đó á, khi mà Đức Phật ngồi thuyết pháp này nè, ổng ngồi ở dưới, cái ổng định khởi tâm lên, ổng cúng cái áo cho Đức Phật rất là thành tâm rồi, ổng hoan hỷ lắm. Mà ổng vừa định cúng xong nói: trời ơi, nếu cúng cái áo này rồi sao? Mình với vợ mình không có áo bận nữa, thế là ông không cúng nữa. Cái nửa đêm á, ông nghe Phật thuyết pháp, ông hiểu thêm, ông định lên cúng áo này cho Phật. Nhưng mà cúng xong rồi là mình lại không có áo bận nữa sao ta? Cái ông lui lại cái tâm đó nữa. Cho đến gần sáng, ông mới quyết định ông cúng cái áo đó cho Đức Phật. Và đại chúng biết cái nhân duyên, cái phước của ông như vậy nè. Khi mà ông vừa cúng xong là gì? Là ông vua Ba Tư Nặc mới thấy như vậy, mới thấy rằng là ông ta có cái tâm như vậy. Cái tâm của ông vượt qua được cái sự ích kỷ của ông. Tại vì khi mà ông cúng được cái áo á, xong á, à, chúng biết ông nói câu gì không? Ta đã thắng rồi. Ông nói câu rồi đó: Ta đã thắng rồi. Thì vua với lại quý vị quan nghe nói: ủa, ông này đang nghe Phật thuyết pháp mà nói thắng cái gì vậy trời? Qua mới hỏi ông nói là: dạ, con thắng được cái tâm ích kỷ bỏng sẻn của con rồi. Thì vua mới thấy vậy đó, mới đầu ban cho ông nào là voi, ngựa, xe, tiền bạc quá trời. Và Đức Phật mới nói á, nếu như á, mà ông ta phát tâm cúng dường cho Phật cái lúc đầu tiên á, vừa phát tâm mà cúng dường liền á, thì mỗi thứ á, ông ta là được đến 64 cái lận. Nhưng mà vì ông ta đợi đến á, đến sáng lận. Còn nếu ông ta đến nửa đêm ông ta cúng á, thì mỗi cái ông ta được 32 thứ. Mà ông ta đợi đến gần sáng ông ta mới vượt qua được, thì mỗi cái vua ban trong 8 thứ. À, 8 thứ. Hôm nay chúng có thấy chưa? Nói về cái chuyện bố thí á, cái tâm của mình cũng giống như cái ông này vậy, đúng không? Có những lúc là nghe nói cái mình phát tâm liền, cái sau đó thôi chắc con nghĩ lại rồi, không được quá, ví dụ vậy, phải không? Cái nghĩ ra không được, không được, mình nghèo rồi, phát tâm xong á thì nhìn lại: ôi trời, mình đâu có bao nhiêu đâu, mà bây giờ mình phát tâm bố thí cúng dường thì mình sao bây giờ, đúng không? Cho nên là cũng suy nghĩ lại, cuối cùng cũng không cúng được. Và đời ta là như vậy đó, tự là trong tâm mình á, nó có cái sự gì? Cái sự ích kỷ, cái sự bỏng sẻn và cái sự hối tiếc trong đó. Cho nên nó là có lúc ta làm nhưng mà rồi ta lại rút lui, có lúc ta khởi tâm rồi ta không làm được. Và chính cái sự bỏng sẻn ích kỷ nhỏ nhen này mà nó không dám cho ta
làm cái việc bố thí cúng dường một cách hoan hỷ, và vì vậy là mình nghèo. Em thấy chưa? Và vì vậy là mình nghèo. Rồi bây giờ để một cách nữa để cho quý Phật tử giàu lên nè, là quý Phật tử biết bố thí cúng dường, mà nhất là cúng dường cho các bậc thánh hoặc là các vị mà đạo đức cao, đạo đức cao trọng, phước mình càng lớn nữa. Thầy nhớ câu chuyện này trong Tích Truyện Pháp Cú, có kể về vợ chồng của ông Bunna. Chú biết ông Bunna là ông có hai vợ chồng, ông và cô con gái là ba người. Cả ba người á đều gọi là mình làm ở cho cái một cái ông trưởng giả hết, đều ở và coi như là làm việc lặt vặt và chăn bò chăn trâu cho ông ta. Thì đại chúng biết cái ngày hôm đó là ngày lễ, ngày lễ thì dân người ta được nghỉ hết. Thì cái ông trưởng giả mới hỏi là ông Bunna là ngày mai ông có đi làm không, thì ông ta nói là dạ mai con có đi làm. Ông chủ mới hỏi ngày mai ngày lễ sao ông đi, ông ta mới trả lời dạ là người ta giàu có đủ ăn đủ mặc á thì người ta nghỉ được, còn tụi con á thì nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc thì đâu có ngày lễ gì đâu. Thực sự chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày, ta thấy đúng không, có những ngày lễ lớn của nước mình á, nhiều người nghỉ ngơi đi chơi đi du lịch đúng không, nhưng đâu đó chúng ta thấy có nhiều người vẫn đi làm. Vì sao? Vì khổ. Người ta muốn làm thêm những ngày lễ để có thêm chút này chút kia, mà thường ngày lễ thì được tăng lương nữa phải không, được gấp đôi gấp ba nữa. Cho nên nhiều người tội vậy, người nghèo vậy, nghèo rồi nó mất tự do nhiều cái, nghèo khổ, nghèo hèn, nghèo khó, nghèo bị người ta xem thường, nghèo thiếu thốn, nghèo nó không có làm được nhiều cái như ý của mình trong đời nếu như mình nghèo. Cho nên là ông Bunna ngày đó ông mới đi làm, thì sáng hôm đó ông chưa có ăn gì hết, ông mới dắt con trâu của cái ông trưởng giả này ra đồng, ông đang chăn. À, chúng biết ông đang chăn ngoài đó đó, thì ông mới thấy thầy Xá Lợi Phất. Ông mới thấy thầy Xá Lợi Phất. Thầy Xá Lợi Phất mới nhập diệt thọ tưởng định trong 7 ngày mới xả thiền ra. Một vị nào á mà cúng dường cho một cái vị thánh á mà nhập diệt thọ tưởng định xong á thì cái kết quả có thể xảy ra liền trong 7 ngày. Chúng thấy cái điểm này nha. Có những cái phước là ta làm á, ví dụ ta vừa gây cái nhân đúng không, cái quả nó chắc chắn sẽ xảy ra trong 7 ngày, không quá 7 ngày. Trong đó đó là có cái phước là cúng dường cho một cái vị thánh vừa nhập diệt thọ tưởng định 7 ngày xong, thì thầy Xá Lợi Phất mới nhập diệt thọ tưởng định vừa xuất định xong á, thì ngài thấy cái ông này có nhân duyên, thì ông ta đang chăn trâu và làm cỏ làm ruộng mệt như vậy đó, thì ông thấy thầy Xá Lợi Phất đứng đó đó, ông ta mới tới, ông ta mới đảnh lễ thầy Xá Lợi Phất, thì ông ta mới cúng dường cho thầy Xá Lợi Phất. Đại chúng biết cái gì không? Một cái tâm để làm gì? Để xỉa răng, và một ngụm nước để thầy Xá Lợi Phất súc miệng thôi. Nhưng mà ông quỳ xuống ông cúng với một cái tâm rất là tha thiết, rất là thành lành khẩn khẩn và tự. Nói chung là ông rất hoan hỷ trước khi ông bố thí cúng dường, trước khi ông cúng dường, ông hoan hỷ trong lúc ông cúng dường và ông hoan hỷ sau đó. Đại chúng biết lòng ông lâng lâng nhẹ nhàng vui mừng về cái việc Phật sự mình làm lắm. Thì lúc này á, thầy Xá Lợi Phất mới định đi á, thì mới biết là cái nhà này á, là cái nhà của ông Bunna này á, là cái nhà cuối của cái ngôi làng này. Nếu mà ngài đi hướng này á, thì cái bà vợ sẽ không có cơ hội cúng cho ngài. Cho nên ngài cố ý ngài đợi một chút. Khi mà thấy bà vợ đi rồi đó, ngài mới đi ngược lại. Thì đang trên đường đi á, thì trưa hôm đó bà vợ mới về nhà nấu cơm đem ra cho ông. Thì đang đi trên đường thì gặp thầy Xá Lợi Phất. Đúng là cái nhân duyên nó đến. Thì bà ta mới nói lúc có những lúc á, con gặp ngài thì con không có gì để cúng hết. À, còn có những lúc con có đồ cúng á, thì con lại không gặp ngài. Hôm nay nhân duyên của con đến rồi, con xin dâng ngài một cái phần cơm. Mà cái phần cơm này á, ý của bà á, đem cho chồng. Nhưng mà gặp thầy Xá Lợi Phất bà hoan hỷ quá, bà xin cúng dường luôn cho ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài Xá Lợi Phất nhận một chút rồi, nhưng mà ngài dừng lại, ngài không nhận nữa. Nhưng cô ta mới xin tiếp là xin cho ngài hoan hỷ nhận nốt cái phần cơm còn lại. Xin ngài đừng chê cái phần cơm của tụi con là dở, không có ngon lành gì, từ vì cũng là người ở thôi mà. Nhưng mà cực kỳ thành tâm với Phật tử. Thì sau đó xong là chúng biết chuyện gì, bà vợ mới quay về nhà lại để làm một cái mâm cơm khác cho chồng. Thì ra tới nơi thì trễ giờ quá rồi, mà buổi sáng á thì ông Bunna ông lại không ăn nữa, ông đói quá. Thì bà vợ mới nghĩ chắc ra chồng mình chửi mình chết đánh mình quá đi, từ vì mang cơm ra trễ. Ông tới ông ta không nói gì hết. Ông ta mới hỏi chuyện và hai vợ chồng mới kể cái câu chuyện mà vừa cúng dường cho thầy Xá Lợi Phất. Vợ thì cúng một phần cơm,
ông chồng thì cúng cái tâm sỉ răng và một ngụm nước thôi, thì hai người rất là hoan hỷ về cái việc Phật sự đó. Và lúc đó ông Buna ông cũng hơi mệt rồi, ông mới nằm nghiêng xuống đùi của vợ ông nằm nghỉ. Thì này chúng biết khi mà ông mở mắt ra, một cái chuyện hết hồn, một cái chuyện mà mình không thể tưởng được đó, là sáng giờ ông đã đang cày cái đám ruộng đó, cái đất mà ông cày lên là nó biến thành vàng hết. Chúng thấy không? Biến thành vàng hết luôn. Và tại vì sao? Tại vì lúc mà ông cúng dường thầy Xá Lợi Phất á, thì ông mới nguyện nhờ cái phước đức này á, mà tụi con thoát được cái thân nghèo này, cái kiếp nghèo này. Và cái gì? Ông nguyện là nhờ cái pháp vị mà con bước vào cái con đường giải thoát. Ông ta có nguyện như vậy. À, chúng biết ông ta nhìn thấy vàng trước mắt, lóa trước mắt luôn. Cái ông ta mới gọi vợ là em ơi em nhìn thử coi cái gì vậy. Vợ nhìn ra đúng từng cục đất á, mà thành từng cục vàng. Từng cục vàng. Mà đầu ông ta vô còn tưởng là mình bị lóa mắt nữa chứ, mà làm lại thực sự là vàng thiệt luôn. Thì bỗng nhiên như vậy là ông trở nên một người đại phú gia mà giàu có, không ai giàu bằng rồi đó. Thì lúc đó nhầu quá, ông mới vào trong đức vua á. Ông kêu đức vua là xin là đức vua là giờ ông cúng cái đó vào cho đức vua, cho triều đình. À, chúng biết vua cho rất là nhiều xe để ra chở cái số vàng đó về. Thì kỳ lạ như thế này nè, khi mà đức vua ra chở vàng á, thì mấy cái người lính á của ông là nói u vàng của vua nhiều quá, vàng của vua nhiều quá, đặt lên xe á, thì nhìn ra thành cục đất lại. À, đặt lên xe thì nhìn thành lại cục đất của Phật tử. Kỳ lạ như vậy đó. Bắt đầu khi mà những người lính nó quay về với thư với lại với đức vua là dạ cái vàng nhưng mà đặt lên xe thành đất hết trơn rồi. Cái ông vua mới hỏi là và các người nói làm sao, vàng nó của ai? Dạ tụi con nói là vàng nó là của vua. Đức vua nói không, hãy nói vàng đó là của ông Buna. À, chúng biết mấy người lính quay ra lại và thấy lại vàng thì đặt lên xe nói là vàng của ông Buna nhiều quá thì nó vẫn là vàng. À, chúng mới biết sau đó đó gia đình của ông Buna là hai vợ chồng và cô con gái mới phát tâm cúng dường trai tăng liên tục như vậy đó là trong 7 ngày. Và sau 7 ngày xong, hai vợ chồng và người con gái chứng được quả dự lưu luôn, là nhập vào dòng thánh luôn. À, chứng quả dự lưu quả gì? Quả Tu Đà Hoàng sơ quả luôn. Và là chúng mới thấy là gì? Hai vợ chồng á, một cái tâm rất là thành kính, đúng không? Cúng dường một bậc thánh như vậy mà gặp Ngài Xá Lợi Phất mới nhập diệt thọ tưởng định 7 ngày nữa. Cúng một cái tâm thành kính xong, cúng xong nguyện cái gì? Nguyện con thoát kiếp nghèo. Nguyện cái gì? Cho con bước vào dòng thánh. Cho nên từ đây á, mình mới rút ra nhiều cái bài học ở đây lắm. Thứ nhất là nếu như đời ta nói ta nghèo, ta không có cái bố thí á, đúng không? Có nghèo bà ông Buna là đi ở cho người ta vậy không? Chỉ cúng có một hớp nước với một cây sữa răng, mình cúng được không? Được chứ. Nhưng mà nó ở chỗ nào? Ở cái chỗ tâm mình phải thành kính với tự. Cái phước mình nó lớn theo cái tâm của mình luôn. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai mà ta có cơ hội ta cúng dường cho những bậc thánh, những vị hòa thượng, những vị đạo đức thì có cơ hội ta nên bố thí cúng dường. Với thứ ba ta rút ra cái bài học, mình để ý thầy Xá Lợi Phất không? Khi mà thầy gieo duyên với ông này xong, ngài thấy bà vợ, thay vì ngài đi thì bà vợ đâu có cơ hội cúng đâu, ngài đợi một chút nữa, ngài đợi bà vợ tới để cúng dường. Cho nên mình thấy cái tâm của một vị bậc thánh từ bi như vậy, là đệ tử của các ngài thì mình cũng ráng noi theo. Phật tử mới thấy chưa? Cúng dường cho các vị như vậy và cái vàng đó nó thành cái vàng thật. Cái chuyện này thì đọc trong Tích Chuyện Pháp Cú á, mình chưa biết phân tích như thế nào để mình để nói, nhưng mà một cái chuyện mà thưa quý Phật tử á, thầy tin là một người mà dùng cái tâm của mình, ví dụ như là nghĩ cái này ra thành vàng được, cái này là có nếu cái tâm lực của mình mạnh á. Thầy có nhớ một cái câu chuyện như thầy giảng trong cái bài ý nghiệp hay là bài năng lực tư tưởng, thầy có nói có một cái vị thiền sư đó, ngài ngồi ngoài quán nước thì nguyên cái phòng của chỗ ngài ngồi thành nước không. Có cái chú tiểu đi ngang chơi thấy vậy á, mới lấy cái hòn đá quăng vô cái hồ nước đó. Sáng hôm sau ngài xuất định ra ngài đau bụng. Ngài mới ngạc nhiên, ngài hỏi hôm qua, ngài mới gọi mấy chú lại, hôm qua các con có ai chơi lấy cái gì bỏ vào trong cái hồ nước không? Tại vì lúc đó ngài đang quán nước mà. Có thằng chú nói dạ hôm qua con thấy có cái hồ nước, con lấy cục đá con quăng vô cái hồ nước. Ngài nói tối nay á con thấy cái hồ nước á, con tới con lấy cục đá ra nha. Tối chú tiểu tới thì ngài quán nước ra cái lại cái hồ nước, lấy hòn đá răng xong rồi hết. Rồi có một lần khác, có một cái vị đó ngồi quán vàng, nguyên cái thân thể thành vàng luôn, nguyên cục vàng luôn, mà chưa kịp xuất định thì người ta tới bê khối vàng đi luôn. Tự cái tâm lực mình nó ghê như vậy đó, nó có thể biến ra được cái tâm của mình. Vạn pháp cho tâm,
Nên chúng thấy những người khí công không? Cái tay của mình bằng xương bằng thịt đúng không? Mà thầy hỏi cái tay này mà đưa ra lấy cây sắt đánh vô một cái nó sẽ làm sao? Gãy. Mà thầy chúng thấy có những người không? Người ta chặt gạch chặt đồ chặt bằng cái tay này, cho dao đâm đâm có được đâu, đúng không? Người ta dùng ý dùng khí, người ta dẫn muốn cái tay này thành cái khúc cây là thành cái khúc cây á, thành cục sắt là thành cục sắt. Nên từ đó mình phân tích ra cái chuyện này, mình thấy cái chuyện mà vợ chồng Buna mà thấy cái đó thành vàng là chuyện có thật, chuyện có thật. Mà cái phước đó không phải dễ có, đúng không? Cho nên qua đây thầy cũng nói Phật tử á, là làm cái gì cứ hết lòng mà làm nha, hết lòng thành tâm làm, làm xong đừng có tiếc, làm đừng có tiếc. Rồi một trong những nguyên nhân để mình giàu nữa nè là mình phải sống biết tiết kiệm. Biết tiết kiệm. Tiết kiệm ở đây không có nghĩa là keo. Tiết kiệm ở đây có nghĩa là gì? Việc nào cần dùng thì hãy dùng. Mà đúng thật sự là dùng á thì nên dùng liền. Còn cái nào không nên dùng thì đừng có xài phung phí quá không. Nên là tiết kiệm. Thứ hai là mình phải xài tiền đúng chỗ. Tiết kiệm nó khác với xài tiền đúng chỗ nha. Có lúc mình xài đó, nhưng mà mình xài không có đúng chỗ. Có những việc không đáng làm mà mình làm thì cũng là một trong nhân để cho mình nghèo. Cho nên bây giờ mình biết xài tiền đúng chỗ, biết tiết kiệm. Và hồi nãy thầy nói cái nghề nó cũng tổn phước. Thì bây giờ mình muốn giàu, mình cũng chọn cái nghề nào mà cái nghề nó sinh phước, đúng không? Cái nghề nó hàng ngày nó sinh phước cho mình. Vậy thì mỗi ngày trôi qua trong đời sống của chúng ta, thưa quý Phật tử, giàu nghèo, đẹp xấu, thông minh hoặc không thông minh, hoặc bệnh tật hoặc sức khỏe, nói chung là thiên hình vạn trạng. Tất cả những cái gì nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, hoặc là những người xung quanh ta, hoặc cuộc đời này mình quan sát, nó không ngoài hai từ: nhân quả. Chỉ có một điều như thế này, ta không thấy được cái điều đó, tự hiểu không? Ta không thấy được cái đường đi nước bước của nhân quả. Cho nên đôi lúc ta nghĩ là nhân quả không có công bằng, đôi lúc ta nghĩ chắc nhân quả không có. Có đôi lúc nào đó ta mất niềm tin về nhân quả đó. Nhưng mà thật sự thì qua cái bài giảng hôm nay của thầy, cũng như cái bài giảng vừa rồi thầy giảng cái bài vì sao ở hiền không gặp lành đó, thì chúng ta đã biết là thật sự là mọi cái nó đều do nhân quả sắp xếp. Mà nhân quả sắp xếp thì nó sao? Nó chi ly, nó rất là công bằng, không có sai chạy đâu hết. Nhớ nha. Thôi thì là thầy tổng kết vài điểm lại. Là trong cái bài giảng hôm nay, thầy có nói là nhân quả giàu nghèo. Thầy có nói đến nghèo thì mình thường có nhiều cái nó không có được tự do, nghèo hèn, nghèo khổ, phải không? Nghèo bị người ta xem thường, và nghèo mình không có làm được nhiều việc. Cho nên cái thân phận của ta thường ta không có muốn nghèo. Nhất là Phật tử á, mình biết đạo rồi, bây giờ trong tay mình càng có nhiều tiền á, mình càng dễ xin phước, đúng không? Càng dễ làm xin phước. Và tiền bạc giàu nó không có tội lỗi, là phước của mình đó. Và thầy chỉ cho quý Phật tử một số nguyên nhân để mình nghèo. Thì Phật tử hãy nhìn lại coi mình có phạm vào một trong những nguyên nhân đó không. Nếu phạm mà thấy mình nghèo, biết rồi, biết như vậy làm gì? Thứ nhất sám hối, thứ hai dừng lại cái đó. Rồi sau đó thầy đưa ra những cái phương pháp để cho quý Phật tử giàu. Đấy chưa? Hy vọng là sau này gặp lại ai cũng giàu. Không giàu kiếp này thì giàu kiếp sau, phải không? Nhiều khi có những nguyên nhân mình đâu biết, bây giờ mình mới biết, đúng không? Không giàu kiếp này thì giàu kiếp sau. Đó thầy có nói lại vài người đó. Tại sao giàu phải làm vất vả mới giàu? Là do bố thí không đến tận nơi. Tại sao giàu mà sinh ra có sẵn tài sản? Là do bố thí mà đến tận nơi. Đó, hiểu chưa? Tại sao giàu mà nói người ta không nghe? Là vì sao? Là vì bố thí mà không khuyến khích người khác bố thí. Tại sao nghèo mà nói người ta nghe? Là vì sao? Vì khuyến khích người khác bố thí mà mình lại không bố thí. À, trong đời nó có những cái hết. Tại sao có tài sản mà dùng được? Là vì sao? Vì bố thí xong tệ tiết sắc tiết. Đó, nói chung vậy thì Phật tử tạm gọn lại trong cái bài giàu nghèo này, tự nhìn ra trong cuộc sống của mình có câu trả lời ít nhiều chưa? Có rồi ha. Thôi chúc quý Phật tử sau này giàu.